Hồi 11 giờ 40 phút ngày 4 tháng 7 năm 2021, tại khu vực bản Bái, xã Yên Hưng, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, công an huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La phát hiện, bắt giữ một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng bị bắt là Giàng A Lự, sinh năm 1988, trú tại bản Hua Mừ, xã Yên Hưng, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Tang vật thu giữ: 1.600 viên ma túy tổng hợp, một điện thoại di động, một xe mô tô và một số vật chứng liên quan khác. Đối tượng khai nhận mua số ma túy trên ở khu vực biên giới về để sử dụng và bán kiếm lời. Đang trên đường đi thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.